Thời gian như dòng nước chảy không bao giờ ngừng nghỉ, từng khoảnh khắc vụt qua rất nhanh. Sự chuyển động của thời gian dường như luôn hướng về một hướng, đó là tương lai. Nó không thể tạm dừng, cũng không thể quay ngược lại. Thời gian là vàng bạc cũng không mua được thời gian. Câu nói này đã miêu tả chính xác sự quý giá, một đi không trở lại của thời gian. Chúng ta đem thời gian treo trên tường, đeo trên tay. Chúng ta dựa vào thời gian để sắp xếp kế hoạch hàng ngày. Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, mùa hạ phát triển, mùa thu thu hoạch, mùa đông cất giữ. Dường như thời gian đang khống chế tất cả. Vậy thì, thời gian rốt cuộc là gì? Các nhà khoa học đã phải bất lực mà thốt lên rằng chúng ta hoàn toàn chưa lý giải được bất kỳ phương diện nào của thời gian cả. Từ xưa đến nay, con người đã phát minh ra các phương pháp và công cụ để đo lường, tính toán thời gian. Từ đồng hồ cát, đồng hồ mặt trời, đồng hồ định vị thiên thể, cho tới đồng hồ cơ khí, đồng hồ thạch anh. Các thiết bị đo thời gian có độ chính xác ngày càng cao. Nhưng cho dù việc đo lường thời gian có chính xác đến mức độ nào đi nữa, thì cũng không thể động chạm đến bản chất của thời gian. Vậy, thời gian có thật chỉ là một ảo giác hay không? Quá khứ, hiện tại, tương lai có thật sự cùng tồn tại không? Thời gian có thật sự có điểm kết thúc không? Những nhận thức này có mức độ đáng tin cậy đến đâu? Thời gian có thể tự chứng minh tất cả điều này hay không? Nhận thức của Einstein và Newton về thời gian. Theo Newton, thời gian là một tính chất vĩnh hằng bất biến của vũ trụ. Thời gian luôn trôi đi với tốc độ không đổi và không bị thay đổi bởi bất cứ sự vật gì. Những mô tả của Newton về thời gian rất phù hợp với những thể nghiệm trực giác của con người. Tuy nhiên, Einstein lại chỉ ra rằng mô tả như vậy vẫn chưa chính xác. Ông phát hiện thời gian có thể chuyển động với vận tốc khác nhau, tức là không có cái gọi là thời gian tiêu chuẩn của vũ trụ, và trong vũ trụ tồn tại các thời gian khác nhau. Nói một cách cụ thể, mỗi người đều có thời gian của riêng mình. Thời gian của mỗi người lại vận hành với tốc độ khác nhau. Phát hiện của Einstein đã phá vỡ hoàn toàn những lý giải của Newton về thế giới hiện thực, cũng như lật đổ hoàn toàn những nhận thức trực giác của chúng ta về thời gian. Einstein đã phát hiện ra rằng sự dịch chuyển của không gian và sự dịch chuyển của thời gian có một mối liên hệ cực kỳ tinh xảo và sâu xa. Nói một cách đơn giản, tốc độ dịch chuyển trong không gian tăng lên thì tốc độ trôi đi của thời gian lại giảm đi. Phát hiện này đã cho thấy sự vận chuyển của thời gian đối với mỗi người là có sự khác biệt. Chỉ có điều, sự sai khác này lại có biểu hiện cực kỳ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nên chúng ta không cảm thấy được. Nhưng đối với hệ thống định vị toàn cầu được sử dụng rộng rãi hiện nay, thì nó lại có ảnh hưởng rất rõ rệt. Do các vệ tinh của hệ thống chuyển động với tốc độ rất cao, nên cần phải xét đến ảnh hưởng của thời gian tới sự di chuyển của tốc độ cao của các vệ tinh. Nếu không, sẽ dẫn đến sai số trong toàn bộ hệ thống. Sự giãn nở của thời gian là có thật, chứ không phải chỉ là suy nghĩ chủ quan của một nhà toán học điên rồ nào. Không chỉ vận tốc làm cho thời gian giãn nở, Einstein còn phát hiện ra trọng lực cũng có thể làm cho thời gian chậm lại. Einstein đã liên kết thời gian với không gian để tạo ra khái niệm thế giới không gian, thời gian 4 chiều. Ông phát hiện rằng vật thể có trọng lượng cực đại có thể uốn cong không thời gian và tạo nên độ sai khác lớn. Nó không chỉ uốn cong không gian mà còn uốn cong được thời gian. Do không thời gian bị uốn cong nên cùng một tòa nhà 30 tầng, nhưng thời gian ở tầng thấp nhất lại khác so với thời gian ở tầng cao nhất. Thời gian ở tầng thấp nhất có thể chậm hơn một chút. Cho dù sự sai khác về thời gian này rất nhỏ, nhưng vẫn có thể đo lường được. Trong thế giới không thời gian 4 chiều, mỗi một cá thể di động đều có thời gian hoặc thời khắc khác nhau. Nếu như chụp lại tất cả sự việc trong toàn bộ vũ trụ xảy ra trong nháy mắt, rồi tập hợp lại thành một bức ảnh động. Bởi vì mỗi cá thể di động có thời gian hoặc thời khắc khác nhau, nên bạn sẽ phát hiện thấy trong bức ảnh này đều có tồn tại quá khứ, hiện tại và tương lai. Đúng như Einstein đã nói, sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một loại ảo giác ăn sâu và tiềm thức. Trong cuốn sách The End of Time, điểm kết thúc của thời gian, tác giả lại cho rằng thời gian không tồn tại. Cảm giác về thời gian trôi đi là do bộ não của chúng ta tạo ra khi nó xử lý bức ảnh động này. Khoa học hiện đại nhận thức về thời gian. Mỗi khắc, mỗi giây đều đã tồn tại. Đây chính là kết quả nghiên cứu về thời gian của các nhà khoa học hiện đại. Có vẻ như mọi nỗ lực và quyết sách, cho đến cả kết quả đạt được của mỗi người, đều đã sớm được định sẵn rồi. Và từ 13,8 tỷ năm trước, khi vũ trụ bắt đầu hình thành, thì nó đã được định sẵn rồi. Có thật sự như vậy không? Lẽ nào sự trôi đi của thời gian mà chúng ta thực sự cảm giác được lại chỉ là một ảo giác thôi sao? Dựa trên nhận thức về thời gian này, thì cỗ máy thời gian không chỉ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Các nhà khoa học đang thảo luận rằng làm thế nào để thực hiện chuyến du hành vượt thời gian, trở về quá khứ hay đến tương lai. Các nhà khoa học đã phác thảo ra một bức tranh về cách thức vượt thời gian với hai loại giả thiết. Thứ nhất là lợi dụng tính chất đặc thù của lực hấp dẫn. Dựa vào thuyết tương đối rộng, nếu lực hấp dẫn càng mạnh, thì thời gian sẽ trôi đi càng chậm. Hố đen được hình thành khi một đại tinh thể bị tắt và nó có sẵn lực hấp dẫn rất lớn. Nếu như có thể du hành vào hố đen với thời gian ngắn, khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ, thì trên trái đất đã trải qua mấy chục năm rồi. Do đó khi trở về trái đất thì chính là đã đi vào trái đất của tương lai. Phương pháp thứ hai đó là lợi dụng hố sâu không gian, hay còn gọi là cầu Einstein-Rosen. Hố sâu này giống như con đường tắt của không thời gian. Nó có thể liên kết một phần không thời gian với không thời gian sớm hơn nó, giống như một con đường vượt thời gian. Chỉ cần vào hố sâu thì có thể trở về quá khứ. Các nhà khoa học vẫn đang thảo luận rằng loại xuyên thời gian này có thể dẫn đến mâu thuẫn. Ví dụ như hiện tượng bạn có thể gặp được chính bản thân mình trong quá khứ, hoặc lịch sử có thể bị thay đổi. Trên thực tế, việc vượt thời gian mới chỉ là giả tưởng khoa học, chỉ có điều nó được đưa ra bởi chính các nhà khoa học. Vật lý nhận thức về thời gian. Xuân hạ thu đông, 4 mùa thay đổi. Những trải nghiệm của chúng ta đã nói cho chúng ta rằng thời gian chỉ có thể luôn trôi về phía trước. Tại sao thời gian lại luôn hướng đến tương lai? Nó có thể trôi ngược về quá khứ không? Các định luật vật lý học được dùng để miêu tả phương trình toán học của tất cả các sự vật. Trong đa số các phương trình dùng để mô tả vũ trụ mà chúng ta có thể nhận thức được xung quanh mình, không có phương trình nào mô tả hướng chuyển động của thời gian. Dù thời gian trôi về phía trước hay về phía sau, thì những phương trình này vẫn không bị ảnh hưởng. Tức là từ góc độ vật lý học mà xét thì thời gian có thể đảo ngược, nhưng từ hiện thực mà xét thì thời gian lại không thể đảo ngược được. Để giải thích hiện tượng này, các nhà khoa học đã sử dụng phương trình Boltzmann để giải thích ý nghĩa của phương trình thống kê vi quan entropy. Phương trình entropy là một chỉ tiêu đo lường khả năng mà một hệ có thể rơi vào trạng thái động trong một tình trạng. Nó thường được gọi là sự lộn xộn hay tính bừa thể hiện trong một hệ. Phương trình Boltzmann cho chúng ta biết tất cả về các sự vật trong vũ trụ đều có xu hướng biến đổi từ trạng thái có trật tự sang trạng thái vô trật tự. Sự biến đổi này có xu hướng tăng lên theo sự dịch chuyển của thời gian. Hướng đi của thời gian quyết định xu thế của tự nhiên. Thời gian trôi đi, những vật chất càng trở nên hỗn loạn. Dựa trên thuyết Big Bang, trong khoảng thời gian rất ngắn trước khi xảy ra vụ nổ lớn, các entropy có tính trật tự rất thấp. Khi vụ nổ lớn xảy ra, các entropy có trật tự cao. Đây có lẽ là hiện tượng có trật tự nhất trong tất cả các hiện tượng. Tất cả các sự việc xảy ra sau vụ nổ lớn đều dần dần trở nên hỗn loạn. Nói cách khác, chính vụ nổ lớn đã quyết định hướng trôi của thời gian. Do đó tất cả các sự việc phát sinh sau đó có lẽ đều chịu tác động của một loại lực đẩy, khiến nó trở nên hỗn loạn hơn so với 13,8 tỷ năm trước. Phải chăng điều này nói lên rằng khởi điểm của thời gian có lẽ bắt đầu trong khoảnh khắc xảy ra vụ nổ lớn? Vậy thì, phải chăng thời gian cũng có điểm kết thúc? Sự thật là vũ trụ không ngừng nở ra với tốc độ lớn. Một lý luận cho rằng cuối cùng hố đen sẽ chi phối cả vũ trụ. Đến lúc đó, các hệ sao sẽ biến mất và chỉ còn sót lại các hạt phân tử nhỏ phân tán, bay lơ lửng khắp nơi trong vũ trụ. Trong một tương lai mà tất cả đều suy tàn, bất kể sự vật nào đến một mức độ nào đó sẽ trở thành bằng phẳng, nhẵn nhụi và không thay đổi. Do không có thay đổi nên sẽ không thể có một khái niệm rõ ràng về sự trôi đi của thời gian. Nếu như không có sự việc nào xảy ra thì sẽ rất khó tưởng tượng được sự tồn tại của thời gian. Thậm chí còn không thể phân biệt được thời gian trôi về phía trước hay lùi lại phía sau. Đến lúc đó, thời gian có thể sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại của nó, và có thể lúc đó sẽ là điểm kết thúc của thời gian. Vậy, thời gian có thật chỉ là một ảo giác hay không? Quá khứ, hiện tại, tương lai có thật sự cùng tồn tại không? Thời gian thật sự có điểm kết thúc không? Những nhận thức này có mức độ đáng tin cậy đến đâu? Thời gian có thể tự chứng minh tất cả điều này hay không? Khoa học hiện đại cho rằng sự phân biệt quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một loại ảo giác. Như vậy, đứng trong một không thời gian mà thời gian trôi đi rất chậm, hoặc là một không thời gian không có khái niệm thời gian, thì có thể nhìn thấy được trong một không thời gian, nơi thời gian trôi nhanh toàn bộ quá trình diễn biến của một sinh mệnh, thậm chí là toàn bộ quá trình diễn biến của cả vũ trụ. Các bạn khán giả thân mến của Thiên Hà TV ơi, vậy là thời lượng chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thiên Hà TV chúc các bạn gặp thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau hy vọng rằng những tiến bộ mới nhất của nhân loại sẽ dẫn chúng ta chinh phục các thiên hà xa xôi, khám phá những nền văn minh mới đầy kỳ diệu. Sau khi theo dõi hết chương trình ngày hôm nay, các bạn có suy nghĩ gì? Bạn có ý tưởng hay đóng góp gì muốn gửi đến Thiên Hà TV để có những chương trình hay hơn nữa? Còn chần chờ gì? Hãy nhanh tay để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận phía dưới và đừng quên like, theo dõi kênh Thiên Hà TV và bật nút chuông thông báo để ủng hộ cũng như đón xem những chương trình mới nhất hay nhất đến từ ban biên tập chương trình các bạn nhé. Và ngay lúc này, những chương trình thú vị dành riêng cho bạn đang hiển thị trên màn hình. Đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các bạn có những giờ phút xem thư giãn tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh Thiên Hà TV vào ngày mai.